rõ tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này, có chăng sự tự do em nói với anh không như ý, em sẽ bay là nói em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng, anh không hề tham trách hay níu kéo em dù nửa lời, bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi.